14 tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng và Trung tâm Tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2018 lần thứ nhất. Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trưởng ban tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 cho biết. Sau 4 tháng hoạt động, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm hồ sơ tham dự giải của nhiều doanh nghiệp uy tín. Trên cơ sở đó, Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà quản lý uy tín đã làm việc hoàn toàn khách quan, độc lập để lựa chọn ra những ứng viên xứng đáng thông qua một hệ thống tiêu chí xét giải khắt khe với quy trình từ thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại các dự án, bỏ phiếu kín, kiểm toán và hiệp nghị với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Đã chọn được 52 đơn vị và dự án để tôn vinh trong 8 hạng mục cụ thể của giải thưởng. Theo đó, hệ thống giải thưởng sẽ bao gồm 8 hạng mục: nhà đầu tư phát triển bất động sản uy tín nhất, dự án khu đô thị tốt nhất, dự án bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất, tòa văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại tốt nhất, dự án khu nhà ở đáng sống nhất và dự án công trình xanh tốt nhất, sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất và dự án nhà ở xã hội tốt nhất. Trong lần tổ chức đầu tiên của giải thưởng này, các đối tượng tham dự giải là tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo pháp luật Việt Nam, trừ tổ chức cá nhân 100% vốn nước ngoài, không phân biệt hội viên hay không là hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tự nguyện tuân thủ điều lệ giải thưởng và các quy định của ban tổ chức. Là một trong 6 đơn vị được nhận giải dự án nhà ở xã hội chất lượng nhất, ông Nguyễn Hồng Sơn, tập đoàn Mường Thanh cho biết, đây là niềm vinh dự của công ty và với sự lan tỏa đó, năm tới tập đoàn Mường Thanh sẽ tung ra 5.000 căn hộ với giá hấp dẫn nhất. Hiện tại thì nhà giá rẻ của chúng tôi là được đảm bảo chất lượng. Thứ hai nữa là được hưởng được cái tiện ích của xã hội như là hồ nước rồi công viên rồi trường học đầy đủ, hạ tầng đầy đủ. Đấy, và thứ ba nữa là với khu đô thị hơn 400 hectare này thì là chúng tôi đang tập trung thực hiện theo là căn hộ nhà giá rẻ trong công viên. Thực ra cái giải này là một cái niềm vinh dự của công ty với sự lan tỏa như thế này. Thì kế hoạch chúng tôi là năm tới này chúng tôi sẽ đưa ra một sản phẩm là 5.000 căn hộ với giá hấp dẫn nhất. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lĩnh vực bất động sản là một trong những lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến việc tạo lập đời sống, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực gắn liền với việc khai thác và sử dụng tài nguyên, đặc biệt là đất đai. Lĩnh vực bất động sản là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Bất động sản liên quan trực tiếp đến việc tạo lập cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế và đời sống của người dân, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực gắn liền với việc khai thác và sử dụng các nguồn lực tài nguyên, đặc biệt là đất đai. Đối với mỗi hộ gia đình, bất động sản nhà ở cũng là tài sản lớn gắn liền với các hoạt động kinh tế và đời sống. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tôi đánh giá cao và biểu dương sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp bất động sản vào sự phát triển của lĩnh vực bất động sản nói riêng và vào sự phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tôi hoan nghênh và đánh giá cao Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam đã phát động và nỗ lực tổ chức một sự kiện rất quan trọng, đó là Giải thưởng Quốc gia về Bất động sản Việt Nam năm 2018. Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam không chỉ có ý nghĩa tôn vinh các tổ chức, cá nhân hoặc dự án, công trình tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, mà còn là sự khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, năng lực cạnh tranh, xây dựng phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực quốc tế, tạo ra xu hướng xanh, sạch, đẹp
trong đầu tư phát triển các dự án bất động sản, đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng phù hợp với nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng. Giải thưởng cũng sẽ tạo kênh tham khảo trong việc phân cấp thứ hạng thương hiệu sản phẩm trên thị trường, giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín với khách hàng. Giải thưởng không chỉ có ý nghĩa lớn với ngành bất động sản mà còn là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành xây dựng Việt Nam.